Cô dâu 63 tuổi lại khiến dân tình tá hỏa vì khuôn mặt biến chứng sau phẫu thuật. Chỉ với một cuộc phẫu thuật nâng cơ mặt thôi mà cô dâu 63 tuổi hết lần này đến lần khác khiến dân tình hoang mang khi khuôn mặt cứu ngày một thay đổi. Được khen căng mướt chẳng khác gì gái đôi mươi. Được khen là căng mướt chẳng khác gì gái đôi mươi chưa xong thì cô đã bị chê bai thậm tệ vì khuôn mặt bị biến chứng đến nỗi méo cả miệng. Dù cô Thu Sao đã lên tiếng trấn an mọi người rằng đó chỉ là triệu chứng khi chưa phục hồi sau phẫu thuật và vẫn vui vẻ livestream tình cảm với chồng trẻ thì cư dân mạng có vẻ vẫn không thể bớt lo cho cô. Mới đây cô Thu Sao một lần nữa sống cộng đồng mạng khi được một trang cá nhân đăng tải video clip với khuôn mặt khác lạ của mình. cụ thể, cô thu sao xuất hiện với khuôn mặt đã được tháo băng nhưng sưng phồng ửng đỏ ở vùng mắt và hai bên má cùng cái miệng méo xẹo. video clip này được thẩm mỹ viện quay lại trong quá trình theo dõi và kiểm tra tình trạng phục hồi của cô sao, nhằm chứng minh cho cư dân mạng thấy tình trạng của cô dâu 63 tuổi đã đỡ và căng bóng hơn nhiều. nhân viên thẩm mỹ viện liên tục khẳng định chỉ cần chu được mồm lên thì không có liệt, nhưng dường như lời thanh minh này đã phản tác dụng. Bên dưới bình luận, nhiều người bày tỏ sự thương cảm với cô dâu 63 tuổi và chê trách trung tâm thẩm mỹ này chỉ đang chống chế không có trách nhiệm khi đổ thừa miệng méo là do sóng điện thoại. Trước đó, thẩm mỹ viện nơi cô thu sao làm phẫu thuật cũng đã nhiều lần đáp trả cứng rắn khi đối mặt với những lời chỉ trích của cư dân mạng.